Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nhỏ To Tâm Sự. Mong tất cả quý vị khán giả nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Hôm nay trong cái video này, Phương Văn xin phép chia sẻ về cái vụ lùm xùm một người chủ nhà trọ mà đuổi khách nợ tiền ra khỏi phòng trọ đó các bạn. Thì trong cái video đó được lan rộng trên cộng đồng mạng và xã hội. Thì các bạn thấy là trên màn hình Phương Văn có để cái video mà mọi người đã là biết đến cái video này trong trên mạng xã hội trong cái thời gian vừa qua. Thì cái điều đáng nói là cái video này được đến tay chị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Thì sau đó chị Hằng có chia sẻ trong cái buổi live stream của mình. Thay vì việc mà một người khách đó, thuê trọ thì không biết cớ gì mà người chủ nhà trọ đã quăng đồ, ném đồ đạc của cô gái này. Ở trong hình ảnh đó thì các bạn thấy là cô gái cũng là van xin nài nỉ ở lại. Thì sau cái vụ đó thì trên cộng đồng mạng được cho biết là cái người con trai của chủ nhà này cũng có lên tiếng với cộng đồng mạng đó các bạn. Thì nói là cái cô gái này đã thuê nhà 4 năm tháng nay rồi, nhưng mà là không có trả tiền nhà trọ và ở lì như vậy. Cho nên là mọi người nói là lên án chỉ trích cái chủ nhà trọ này. Nhưng mà người con trai đã chia sẻ trên cộng đồng mạng nói là mọi người phải thông cảm. Vì trong cái thời điểm đó là cô gái này ở nhà ăn nằm lì ở nhà thôi và không có đi làm, cho nên là 5-6 tháng nay cái tiền trọ thì không có trả. Cho nên đến hôm nay là bố của cái anh này đến nhà trọ và quăng đồ đuổi như vậy. Thì các bạn thấy sau khi cái đoạn video này được lan rộng trên cộng đồng mạng xã hội thì hầu như là có hai cái luồng trái chiều các bạn. Có một số người thì tỏ ra là thông cảm cho chủ nhà, còn một số người thì là phản ứng lại chủ nhà đã làm như vậy thì không có được, vì trong cái thời điểm dịch bệnh như thế này thì phải là thương cảm và thông cảm cho những người thuê trọ. Đôi khi người ta có cái hoàn cảnh như thế nào đó, cho nên là người ta không có là trả được tiền nhà trọ. Thì không đến nỗi nào mà phải là quăng đồ của cái cô gái này ra như vậy. Nhưng mà cái phía chủ nhà trọ thì cái người con trai nói là do ở 4 năm tháng nay rồi, ở chai lì đó mà không có đi làm gì hết trơn, rồi không có trả tiền nhà trọ, cho nên họ mới làm như vậy. Thì sau khi cái video này được lan rộng thì chị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng trong cái lần live stream của mình thì chị Hằng cũng muốn là xin số tài khoản của chủ nhà trọ đó để góp phần một ít tiền cho cái vị khách kia được ở lại trong nhà trọ. Tại vì trong cái buổi thời điểm dịch khó khăn như thế này nên thông cảm cho cái người khó khăn, và chị Hằng cũng muốn là trích một số tiền nho nhỏ gửi trước cho người chủ này để cho là cái cô gái này được ở lại các bạn. Đây là tấm lòng vàng của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng các bạn ạ. Sau khi mà chị Hằng đã lên tiếng về việc mà hỗ trợ cái người thuê trọ như thế này thì dân cư mạng vào bình luận rôm rã. Và đáng chú ý rằng là chị Hằng được rất nhiều người khen ngợi, giống như là Phật Bà tái thế gửi ngàn trái tim đến chị Hằng và tuyệt vời quá chị Hằng ơi, đúng là một người có tâm cứu người và em yêu chị lắm vân vân. Thì nói chung là cộng đồng mạng vô cùng ngưỡng mộ cái sự ra tay của chị Hằng, mặc dù là cái số tiền là nó không nhiều đó, nhưng mà cái người con gái kia họ rất là tuyệt vọng các bạn. Thì nói như thế các bạn cũng hiểu rồi, đôi khi chúng ta thuê nhà trọ kẹt tiền như thế nào đó thì chúng ta mới làm liều như vậy thôi, nhưng mà phải có cái sự thông cảm, chia sẻ với nhau, có cái gì sắp xếp với nhau. Chứ nếu mà một người chủ giục đồ đuổi cô gái này đi như vậy thì cô này biết ở đâu, và trong cái giai đoạn khó khăn này đi cũng không được mà ở lại cũng không xong thì rất là tội nghiệp. Đó là một số ý kiến ha, mà theo mình thì cũng thế. Thì mình cũng thấy là trong cái thời điểm khó khăn này thực sự mà đuổi người ta đi ra khỏi nhà trọ thì rất là tội. Trong cái thời điểm này rồi đi đâu làm cái gì, rồi đi cũng không được mà ở lại thì cũng không xong, không trả tiền nhà trọ thì cũng bị đuổi. Các bạn thấy là rất là thương cảm. Sau đây là mình xin phép mình trích nguyên văn của chị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng các bạn ơi. Đôi lời Phương Hằng tôi nhắn gửi đến chủ nhà trọ đuổi người ra khỏi phòng trọ giữa tâm dịch,
Phương Hằng tôi sẽ chuyển khoản cho cô ấy trước 1,2 triệu đồng hay gì đó, tiền phí nhà trọ cho cô ấy được ở lại, rồi sau đó là chị Hằng chị sẽ tính tiếp ha các bạn. Thì mong rằng là sau khi chị Hằng livestream chia sẻ những cái tâm niệm của mình, cũng như là giúp đỡ những bà con nghèo hoặc là giúp đỡ những người khó khăn trong cái thời điểm hiện nay, là cũng như là một cô gái như vậy, thì mọi người thấy là chị Hằng ra tay giúp đỡ. Và sau đây một số bình luận mà mọi người để lại cho chị Hằng ha các bạn. Chị Phương Hằng thật là tuyệt vời, chúc chị luôn mạnh khỏe và bình an. Phương Hằng đúng là Phật bà tái thế, nếu người nào làm cô ấy tổn thương hay nói nặng đến cô ấy giống như họ đang bị tội với Phật bà Quan Thế Âm vậy đó. Tôi xin mọi người hãy bình tĩnh nhìn hành động cô ấy làm trong mùa dịch trước khi muốn có lời gì đến cô ấy. Cô Hằng quá tuyệt vời, chúc cô có nhiều sức khỏe. Quá tuyệt vời, em là người có lòng nhân hậu và cao cả, đã mở rộng vòng tay cứu người. Tuyệt vời quá em Hằng ơi, chúc em nhiều sức khỏe. Đúng là chuẩn luôn, bằng đồng tiền của chính mình mà làm từ thiện mới là người đáng tâm phục. Còn có một số cá nhân cứ làm theo kiểu của người phúc ta thì quá là bình thường. Tuyệt vời với mọi người ơi, mình không có thể giúp gì thì hãy là cảm kích công việc làm đầy lý tưởng của gia đình Đại Nam đi. Vân vân, đó là một số bình luận các bạn. Thì theo mình biết, hiện tại thì chị Hằng đã làm cho cộng đồng mạng cảm thấy là từ những cái việc nhỏ nè cho tới cái những cái việc lớn là làm từ thiện. Thì đâu đó các bạn cũng thấy rằng là doanh nhân Nguyễn Phương Hằng người ta đã làm từ thiện như thế kia, nhưng đâu đó cũng có những người giống như là cô Lan đột biến đó các bạn, đó là cô Đinh Lan đó, thì đứng ra là chọt và đồng thời là chửi xiên chửi xéo môi móc, và đồng thời là có những cái hành động mà hiện tại thì bây giờ Lan đột biến đã bị công an Bình Dương phối hợp với công an quận Thủ Đức đã mời lên làm việc rồi đó các bạn. Vừa rồi Phương Văn cũng đã chia sẻ một cái video khi mà cô Lan đột biến đó, cô Đinh Lan đó các bạn, đã là đối chất với một người cán bộ ở tỉnh Bình Dương. Sau khi mà cô gọi điện thoại, cô hỏi và đối chất vân vân, thì mọi người hãy xem lại một cái video vừa rồi Phương Văn đã chia sẻ là cô Đinh Lan cô đối chất với một người cán bộ ở tỉnh Bình Dương như thế nào. Thực sự ra mà trong lúc này nè, nếu như cô Đinh Lan, cái cô một cộng đồng mạng gọi là Lan Tặc đó các bạn, thì nếu như cổ có tấm lòng của giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn giống như chị Hằng đã từng ra tay như thế này thì mới hay. Còn cái này là cô Lan đột biến, cổ là cũng người thuê nhà mà cổ quảng bá hình ảnh cổ là một người đại gia, một người CEO, một người từng là sinh viên của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, và cô ấy cũng cãi tay đôi với những người lãnh đạo công an mà đã triệu tập mời để làm việc đó các bạn. Thì sắp tới đây các bạn thấy là Lan đột biến sẽ là đối mặt với công an ha. Cái điều đó thì mọi người đã đoán trước rồi, chắc có lẽ là không xa thì Lan đột biến sẽ là đối chất với cơ quan pháp luật thôi. Nhưng mà đúng thật như vậy thì trong vài ngày vừa ra qua đó, các bạn thấy là Lan đột biến đã bị công an ở Bình Dương và phối hợp công an ở Gò Vấp đã làm việc rồi, tới nhà đó các bạn. Mà Lan đột biến á, nói là khi mà tới nhà đó là 6-7 YouTuber của chị Hằng đứng ở ngoài cổng và không có để cho cổ kịp mặc quần mặc áo gì hết. Cổ nói làm sao mà quá trời quá đất thôi. Bởi vì Lan đột biến này nổ từ trước tới giờ, bây giờ nổ quá trời cho nên là công an phải phối hợp hai quận thành phố các bạn, Gò Vấp và tỉnh Bình Dương phối hợp để là làm việc và mời các cô Lan đột biến này các bạn. Thì trước đó một ngày có giấy triệu tập Lan đột biến này thì mọi người thấy là Lan đột biến cự lại sanh tử luôn, và đồng thời lên một cái video nói công an ở Bình Dương là làm sai, đó là làm sai luật, và cô cũng lên một cái video thẳng và chỉ trích và nói thẳng công an ở Bình Dương là sai luôn các bạn. Thì sau đó là có cái giấy triệu tập lần thứ hai thì cô này lại là một mực từ chối là không hợp tác với công an cả quận Gò Vấp và ở Bình Dương đó. Thì cô có một cái cú điện thoại gọi lên tổng đài chung của đường dây nóng bên công an Bình Dương đó các bạn. Thì cổ đối chất, thì trong video vừa rồi mình đã chia sẻ
nguyên hết cái đoạn đó, và đồng thời là mình đã phân tích để mọi người cùng nhau hiểu rõ cái câu chuyện của Lan đột biến diễn biến như thế nào. Tới ngày hôm nay thì Lan đột biến cũng từng đã tuyên bố là chị Hằng đã bị trốn nợ và anh Dũng Lò Vôi đã bị bắt rồi, và nói thẳng trong cái video khi gọi công an luôn là tỉnh Bình Dương để cho chị danh nhân Nguyễn Phương Hằng 4 tháng nay làm loạn cộng đồng mạng và đồng thời chống phá nhà nước mà công an ở Bình Dương để im cho chị Hằng làm như thế, và đồng thời liên quan tới phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương đã là đi sai đường thế này thế nọ. Phải nói là mình cũng sợ cái cô Lan đột biến này luôn, cổ dám là đối đầu với công an và cổ phát ngôn những cái lời lẽ mà không có thể chấp nhận được các bạn ơi. Đúng rồi, bây giờ pháp luật sờ gáy ra các bạn, cho nên Lan đột biến này trước sau cũng đi thẳng vào nhà đá thôi đó, chứ không cách nào nữa. Khi đó công an đã là làm việc rồi, phối hợp giữa Gò Vấp với là Bình Dương, mà cô Lan đột biến này đứng ra là coi như là cãi cho tới gân tới ông trời luôn các bạn, mặt mày gân guốc lên ha, toàn là nói những cái điều trên trời dưới đất không. Bởi vì cô Lan đột biến này cộng đồng mạng cho rằng là cái cô này á là có thể ở cái cõi nào á, chứ không phải cái cõi trần gian này, không phải là cái người bình thường các bạn, không có là sợ trời sợ đất các bạn ơi. Khi công an làm việc thì cổ nói là cái giấy triệu tập đó là không đúng, giấy mời thì tôi còn đi, chứ nếu mà giấy triệu tập là đã làm sai. Và sau đó cổ cũng lên hẳn một cái video của nói về phía công an Bình Dương đã làm sai với cổ, mời người dân bình thường như cổ đi, mà để cho một thiếu úy công an nào đó là cá nhân để mời. Mà các bạn thấy là khi các anh ở trên cơ quan đã trả lời cho cô Lan đột biến này, khi cô gọi tới thì cơ quan nói là đã có thông qua cơ quan phối hợp với là quận Gò Vấp, công an ở đó làm việc và thông qua hết, chứ không có ai mà cá nhân nào mà lấy con dấu mà để đóng dấu để mời cô Lan đột biến này làm cái gì các bạn. Thử hỏi đi, một người cá nhân của một công an nào đó mà thông qua tổ chức thì thử hỏi có ai dám mời một người dân đi lên làm việc không các bạn. Mà Lan đột biến này coi như là nói tấp luôn, nói là nói không có sợ trời sợ đất luôn các bạn. Rồi đây là dù cho cứng cỡ nào đi nữa, có đại ca cỡ nào đi nữa, rồi công an đã mời rồi làm việc rồi, trước sau gì cũng phải là cúi đầu gục mặt thôi. Nhưng mà hiện tại Lan đột biến là không sợ trời sợ đất các bạn, lên video nói hẳn luôn, nói chị Hằng là chống phá nhà nước, mà công an Bình Dương để cho chị Hằng là im lặng, để cho chị Hằng lơ, để chị Hằng làm như thế. Mà thử hỏi đi quý vị khán giả, thấy nếu như một người nào mà chống phá nhà nước thì thử hỏi có còn ngồi đó được hay không? Không tới người dân đâu à, là công an người ta đã hốt từ lâu rồi. Nhưng mà Lan đột biến này nói là tỉnh Bình Dương lơ cho chị Hằng làm như vậy, và đồng thời Lan đột biến xuất hiện giữa đời thường để là chống lại chị Hằng, và đồng thời là chị Hằng làm những cái việc mà chống phá nhà nước như vậy đó, là Lan đột biến đứng ra bảo vệ cho nhà nước đó. Mà trong khi đó bảo vệ cho nhà nước hay không mà nói toàn là vu khống người ta không, mà bảo vệ nhà nước mà khi công an mời làm việc thì Lan đột biến này lại là từ chối, tìm cách này cách nọ, nói là sinh viên luật thành phố Hồ Chí Minh cho nên hiểu luật. Chính vì sinh viên luật đó chắc thi rớt các bạn ơi, cho nên bây giờ mấy buôn bán rượu, nhà cổ thuê mà cổ nói là nhà của cổ quay 2 căn mặt tiền này kia kia nọ, rồi nhà thuê 1 tháng 18 triệu đồng mà là còn không có trả tiền nhà, tại vì trong lúc dịch khó khăn này bán rượu đâu có được các bạn, cho nên là tiền nhà trả trễ. Sau đó bà chủ nhà bà thấy ngày nào sao cũng chửi chị Hằng ra rả như thế này, cho nên cuối cùng bà mới bực tức, và có một số người khác cũng liên hệ với cô chủ nhà. Cổ nói trời ơi, nó thuê 1 tháng 18 triệu đồng đó, nó ngăn ra 4 phòng nó cho thuê lại, còn lại là nó ở rồi nó bán rượu, vậy mà nó nói là nhà của nó, thì chắc có lẽ là Lan đột biến này nè các bạn biết không. Tình thế thế này là con người rất là hung dữ, không sợ trời sợ đất, cho nên là cái người mà cho thuê nhà đó họ cũng sợ nữa các bạn. Rồi đây mơ mốt á, cổ tìm cách rồi cổ chiếm đoạt nhà của người ta thì sao, cái điều đó thì khó mà lường trước được các bạn ạ. Thì các bạn thấy rồi đó, khi mà cô Lan đột biến này cổ chia sẻ trên cộng đồng mạng thì ai cũng biết hết trơn ha các bạn. Trong cái kênh YouTube của cổ ngày nào cổ cũng lên nói, hiện tại thì cô view cô like để là nhận tiền YouTube,
mà thực sự ra các bạn thấy là những cái điều mà nhận làm sao, những cái tin tức làm sao chính nghĩa. Chứ nếu mà nhận như vậy thì trước sau gì thì công an cũng mời tới, mà thực sự hiện tại là có giấy triệu tập lần thứ hai của công an Bình Dương phối hợp với công an quận Gò Vấp, nơi cô Lan Đột Biến này đang ở đó các bạn. Thì chắc chắn rằng là Lan Đột Biến này là sẽ là bị công an sờ gáy rồi đó, trước sau gì cũng mọi việc rồi sẽ sáng tỏ thôi. Đó, vi phạm pháp luật thì phải chịu thôi, cúi đầu thôi chứ đâu có ngẩng cao cái mặt lên được các bạn. Thì sơ qua nói về Lan Đột Biến, giống như cái thời điểm hiện tại là rất là nhiều người khó khăn vất vả trong cái khu cách ly, hoặc là những người người ta đang cần sự trợ giúp. Thế Lan Đột Biến này có ra xuất hiện để giúp đỡ bà con nghèo hay không, có bỏ đồng tiền ra hay không đó, mà đâm chọt chị Hằng, các bạn thấy không, chị Hằng là quá tuyệt vời, và hỗ trợ những cái việc nhỏ cho tới những cái việc lớn, vài trăm triệu đồng, vài trăm là tỷ đồng, cả ngàn tỷ đồng đó. Quỹ mổ tim chị Hằng cũng tiếp tục sẽ là hỗ trợ đến suốt đời đó, rồi là tiền cống hiến cho nhà nước một cái quỹ đất, và đồng thời cái quỹ đất mà nói tương ứng tới là 1.000 tỷ đồng đó. Thì nhiều người đâu đó núp lùm cũng nói là đâm chọt chị Hằng, tại sao tiền mặt không đưa. Thì vừa rồi cái cô ca sĩ Vi Ó cũng nói tại sao tiền mặt không đưa mà quỹ đất như vậy, cuối cùng đấu đá trước khi đi đẻ và trốn mất cái vụ 400 tỷ đó các bạn. Đó, cô Vi Ó, tới đây mình sẽ chia sẻ cái việc mà cô Vi Ó nữa các bạn ơi. Vừa rồi ở trên trang báo vừa đẻ xong á, thì cô Vi Ó này nói là đi làm từ thiện, mua 50 ổ bánh mì cho bác sĩ các bạn. Đó, thì cổ đưa lên trang Facebook cá nhân của cổ là cổ nói là cổ đi làm từ thiện, cổ mua 50 ổ bánh mì cho bác sĩ ăn đó, để là hỗ trợ bác sĩ. Các bạn thấy là mua 50 ổ bánh mì mà cũng đưa lên, thì dân cư mạng mỉa mai quá trời, nó ủa tính đâu là đưa ra 400 500 tỷ đồng chứ, để hỗ trợ cho là bệnh viện, hỗ trợ cho người dân chứ, còn cái này mua 50 ổ bánh mì mà cũng đưa lên để nói là ta đây đi làm từ thiện. Thì những con người giống như Lan Đột Biến nè, cô Vi Ó nè, thì những người đó không có cửa nào mà so với danh nhân Nguyễn Phương Hằng được các bạn ơi. Những con người đó thì là khỏi phải nói rồi. Thì các bạn thấy rồi đó, danh nhân Nguyễn Phương Hằng người ta đi làm từ thiện như thế nào, người ta giúp đỡ bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn người nghèo. Còn những người mà núp lùm đâm chọt thì họ là không có giúp được gì á, họ làm chỉ có một chút mà họ nổ, giống như quanh nổ gì đó các bạn. Và bây giờ là Lan Đột Biến này nổ nè, nổ kinh khủng luôn các bạn. Quay trở lại cái việc mà chị Hằng giúp đỡ cho một cái bạn gái này ở lại nhà trọ, cộng đồng mạng vô cùng là thương yêu và cảm thấy là cảm mến chị Hằng trong cái lúc những cái những việc nhỏ như vậy mà chị Hằng cũng biết được cái thông tin rồi hỗ trợ giúp đỡ cho những người mà đang gặp cái khó khăn như vậy, thực sự là tâm phục khẩu phục luôn các bạn. Phải nói là nhiều người thì họ cũng không có ưa chị Hằng, họ nói là chị Hằng nói ra rả như thế này thế kia, nhưng mà khi chúng ta nhìn cái việc thực tế chị Hằng á, thì chúng ta mới biết được là cái người thực sự có tấm lòng từ thiện. Tại vì người ta bỏ ra cái số tiền của họ, công sức của họ, tiền của họ, chứ là chị Hằng chỉ đâu có quyên góp của ai, chỉ đâu có xin xỏ của ai, tất cả những gì tiền bạc chỉ bỏ ra là đồng tiền của chị. Cho nên chỉ làm như vậy mà thử hỏi đi, mọi người lại ghét bỏ rồi mọi người lại đâm chọt để làm gì? Tại sao là không có ủng hộ tinh thần của họ? Họ đi làm ra đồng tiền nó cực khổ vất vả lắm. Cho nên là khi họ bỏ ra đồng tiền để giúp đỡ một ai đó thì mình không có giúp được thì mình cũng ủng hộ tinh thần. Tại vì khi dù có ghét thì ghét chị Hằng, nhưng mà chúng ta hãy nhìn lại cái việc làm thực tế của chị Hằng thì chúng ta mới hiểu được tại sao con người đó họ làm được như vậy mà người kia chỉ nổ, chỉ nói không à, đâm chọt ha, đá xéo không à. Những người kia họ không có làm được mà họ luôn đâm chọt, họ làm như cái kiểu là ta đây giống như là bóc phốt chị Hằng, giống như là cô Đinh Lan đó, Lan Đột Biến đó các bạn, nói ta đây là sinh viên luật này, hiểu luật thế này thế nọ. Dù cho cô hiểu như thế nào đi nữa nhưng mà cái tâm địa của cô nó rất là độc ác. Cô không để cho chị Hằng để làm từ thiện, và đồng thời bản thân mình làm không được thì mình đừng có nổ, mình đừng có đá xéo hết người này tới người kia. Làm như vậy để được cái gì? Lan Đột Biến bây giờ các bạn thấy là không còn đường nữa rồi, mai mốt rồi đây là đã
đi tới cơ quan chức năng rồi thì không có đường nào mà thoát được hết các bạn ạ. Câu chuyện mà cái cô gái này bị đuổi là cộng đồng mạng đã chia sẻ mấy hôm nay rồi, Phương Văn thì cũng không có chia sẻ, nhưng mà hôm nay có cái dịp để chị Hằng chị chia sẻ trong cái live stream của mình thì Phương Văn hôm nay cũng xin phép chia sẻ lại thông tin cho quý vị khán giả, và đồng thời chúng ta phân tích trong cái video này những người nào tốt, những người nào xấu, những người nào làm được việc đó, những người nào giúp đỡ cho những người khác. So sánh đi các bạn, chị Hằng chỉ giúp đỡ những người nghèo khó là những cái nhỏ nhặt như vậy đó. Chứ nếu như là chỉ là một cái người mà không có tâm, không có giúp đỡ người á, thì những cái chuyện nhỏ như vậy nè chị không có để tâm đâu, chị không có để ý đâu đó. Thì các bạn thấy còn những người kia giống như là Lan Nổ nè, Vi Ó nè đó, những cái trường hợp này có bao giờ ra giang tay để giúp đỡ cho người khác đâu các bạn. Thực sự là khi chúng ta nhìn vào thực tế chị Hằng làm thì chúng ta mới cảm thấy là cảm kích công việc của chị Hằng, và đồng thời yêu thương chị Hằng hơn, ủng hộ tinh thần. Mặc dù nếu như là một ai đó thì nó ghét chị Hằng thì đó là mỗi người thôi, đâu có ai mà cảm hóa được hết tất cả mọi người, và cũng không ai làm vừa lòng hết mọi người. Nhưng chúng ta có ghét thì ghét, nhưng mà chúng ta phải nhìn vào thực tế khi chị Hằng làm cái gì, giúp đỡ được ai, và số tiền mà khi chị Hằng bỏ ra đó có là quyên góp từ mạnh thường quân hay là khán giả hay là của ai hay không đó. Chị Hằng chưa bao giờ kêu gọi để quyên góp bất cứ việc làm từ thiện nào, tất cả là số tiền của gia đình chị, vợ chồng chị, của công ty bỏ ra mà thôi. Bởi vì chị Hằng nói á, là khi mà công ty làm có lời lãi á, là chị Hằng có cái tâm nguyện là làm từ thiện hết, làm ra được tiền là đi làm từ thiện chứ không bo bo giữ lại cho mình đó. Chị Hằng chỉ nói là chết rồi thì cũng là nắm tro tàn thôi. Cho nên là các bạn thấy sau khi cái quỹ mà mổ tim chị Hằng tuyên bố là ngưng vào tháng 10 năm 2021 đó các bạn, thì thời gian qua đó để coi cái cô Vi Ó đó để ra mặt như thế nào đó, có làm được hay không, cuối cùng ôm bụng bầu đi đẻ trốn mất 400 tỷ đó các bạn. Nói là giờ phút cuối cùng lật kèo phút 89 nó có đâu. Những con người nổ như vậy là cộng đồng mạng trong và ngoài nước bây giờ ai cũng biết à. Bây giờ Vi nổ mà nó có nói cái gì đi nữa thì cũng không ai tin tưởng. Thì vừa qua mắc cười quá các bạn ơi, cộng đồng mạng lại mỉa mai quá trời. Đi đẻ thì không có lo đẻ đi ha, bây giờ còn lên mạng cộng đồng rồi nói là Vi Ó đã ủng hộ cho tất cả bác sĩ là 50 ổ bánh mì. Trời ơi, bây giờ bác sĩ ăn vô rồi bây giờ thấy là nghẹn cổ luôn các bạn. Cô Vi Ó cô bỏ ra có số tiền nó lớn quá, cho nên cổ khoe thay vì so với chị Hằng ngàn tỷ đi đó, 400 tỷ nói mới hỏi sao ủng hộ cho quỹ mổ tim rồi kia nọ, có dám bỏ ra đâu, xạo mà nổ và cố luôn các bạn ơi. Bởi vì cộng đồng mạng nói là Vi nổ này là không bao giờ tin tưởng được. Rồi bây giờ đâu đó thì cũng có những người khác lại nổ cũng không thua gì Vi nổ ha. Đó là đinh tặc lan đột biến đó các bạn. Thì trong cái thời gian qua cũng là đấu tố với chị Hằng phải nói là khủng khiếp. Thì tới ngày hôm nay thì mong tất cả quý vị khán giả sẽ theo dõi tiếp việc mà cô Lan Nổ đó các bạn. Hiện tại thì công an Bình Dương và công an ở Gò Vấp phối hợp với nhau có giấy triệu tập lần hai, thì chúng ta hãy chờ đợi diễn biến tiếp theo xem coi là Lan Nổ này như thế nào hả các bạn. Nhưng mà đâu đó thì mỗi ngày Lan Nổ này vẫn live stream, vẫn lên video để là công kích chị Hằng, và đồng thời là nói về công an Bình Dương sai trái thế này thế nọ đủ thứ. Bởi vì Lan Nổ cho rằng là ta là sinh viên đại học luật thành phố Hồ Chí Minh cho nên là hiểu luật, cho nên bây giờ là đầu không đội trời mà chân không đạp đất các bạn ạ. Cho nên là bây giờ Lan Nổ này là tung hoành ngang dọc, nhưng mà chúng ta hãy chờ đợi đi đó, pháp luật đã sờ gáy rồi thì không có đường nào mà Lan Nổ này thoát được. Chắc có lẽ là chuẩn bị gửi con cái hay là sắp xếp công việc gì đi đó, rồi tới một ngày không xa Lan Nổ sẽ là đi đâu về đâu thôi mọi người sẽ thấy ha. Chứ bây giờ Lan Nổ hiện tại là giống như một cái cõi nào đó hạ thế xuống, nói là bảo vệ cho nhà nước
nói chị Hằng là chống phá nhà nước, đang đột biến này xuất hiện giữa đời thường để là bảo vệ công bằng lẽ phải, vân vân, đủ thứ trên trời hết các bạn. Nhưng mà khi công an mời là cô Lan Nổ này không có phối hợp với nhau. Đó, thì hôm nay Phương Văn xin phép chia sẻ cái câu chuyện của chị Hằng ủng hộ một em gái mà bị chủ nhà trọ đuổi ra đó, và đồng thời chia sẻ thêm cái thông tin về Lan đột biến cho quý vị cập nhật. Thôi thì Phương Văn xin phép dừng video ở đây. Nếu có cái thông tin gì mới về Lan Nổ, Lan đột biến thì Phương Văn sẽ chia sẻ thêm cho quý vị khán giả để theo dõi câu chuyện. Một lần nữa Phương Văn xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.